Cho em xin chén nước. Đây rồi. Sao? Khổ quá. Chờ đợi từ sáng giờ để xem chú đi khám về xem bệnh tình nó ra làm sao. Mà làm sao mà mặt mũi nhăn nhó thế? Bác sĩ bảo sao? Nào biết bệnh gì? Chú đùa tôi đấy à? Đi khám từ sáng đến giờ mà lại bảo là không biết bệnh gì. Thế chú khám ở đâu? Khám ở bệnh viện nhà nước. Khám ở bệnh viện nhà nước thì bác sĩ người ta cũng phải bảo là chú bị viêm khớp, hay chú bị đau tai, hay chú bị đau đầu, hay là chú bị viêm răng, viêm lợi thì người ta cũng phải bảo chứ. Khổ quá, người ta đông khách quá. Người ta chẳng nói gì với em cả, người ta bảo là viết hết vào đây rồi. Giời ạ, thế mà sao chú không nói sớm? Thì người ta không giải thích với chú, người ta ghi vào đây là chú biết bệnh gì, cầm cái này ra hiệu thuốc, là người ta giải thích chú bệnh gì ngay. Thế thì nó làm gì? Thế sao? Em đi 7 cái nhà thuốc rồi, em đưa cái sổ khám bệnh của em ra. Họ bảo thế nào? Người ta bảo người ta không đọc được. Ôi, làm gì có chuyện bác sĩ kê đơn rồi là kê bệnh mà lại không đọc được. Khổ quá chứ. Bệnh của em đi khám, chẳng lẽ em đã không tìm hiểu cái việc đấy hay sao? Nhưng vấn đề là người ta không đọc được. Người ta bảo là chẳng biết là bệnh gì. Tức là chú đi 7 cái hàng bán thuốc rồi, người ta không dịch được. Vâng ạ. Để đến người ta xem. Bác xem đi. Cứ bình tĩnh. Chữ bác sĩ là như thế này, lắm lúc à, đọc xuôi không được. Có khi mình lại phải đọc ngược. Đọc ngược cũng không được. Có khi mình phải đọc ngang. Đọc ngang không được. Bác dịch của em đi. Để đấy tôi đọc dọc. Không ổn. Có lẽ mình cứ phải đọc xuôi thì. Đây đây đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chú nhìn nhá. Chuẩn đoán và điều trị, đúng không? Chuẩn đoán N lớn hơn 2 tháng. Cái gì? N thường đây là một ẩn số, đúng không? N lớn hơn 2 tháng. Tức là ẩn số này là cái gì? Ví dụ, răng sắp rụng, khớp sắp viêm, dạ dày sắp bục, hay là có một cái biếu, một cái u nào đó. Đây này, còn đây nữa. Thôi, Delta, đẹp, được rồi. Cái này đen, được rồi. Cái này để tôi đợi, chú đợi tôi một tí. Tôi phải lấy kính lúp. Đây rồi, đấy, Delta. Delta là một ký hiệu toán học. Delta phải đánh. Sao cái đuôi của chữ này cứ loằng ngoằng như kiểu chữ phạn ấy. Chữ như kiểu chữ Lào, Campuchia, Iran, Iraq này này. Sao chữ phạn là chữ gì? Chữ này giống kiểu chữ nho này, chữ tượng hình như này. Ô hay chữ nho, chữ nho. Đây, 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 ông này viết đầu tây đuôi ta, chữ nho rồi. Đây này, có cả chữ nho này. Đấy, chim chích mà đậu cành tre thập trên tứ dưới nhất đẻ chữ tâm. Rồi chết rồi, chữ nho. Thế nó là chữ gì? Chứ chưa biết được chữ gì, nhưng chắc chắn ông này viết theo kiểu chữ nho rồi. Riêng tượng nho thì cứ phải hỏi tôi. Ôi giời ơi. Ai đấy? Dì đi đâu về đấy? Đây là dì Thắng. Nếu mà nói về chữ nho mà thì đây mới là tìm đúng lúc đúng chỗ đây này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trông thế này thôi, nhưng mà chữ nho, chữ phạn đấy là đọc hết đấy. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Này. Sao? Bác Phù ơi. Nhưng sao lại gọi là dì? Chú không biết à? Trước đây là bình thường. Nguyên của dì ấy là dì biết không? Hồi bé trèo lên lấy tổ ong ở trên cột thu lôi, xét nó đánh ngã từ tầng 4 xuống. Thế là bây giờ từ thằng Thắng mà chuyển sang là dì Thắng đấy. Dì hôm nay đi đâu thế này? Vừa đi cúng nhà cho cái họ Lê. Khổ quá đấy, hai người chúng con là đang lăn tăn quá về cái chữ này. Lúc thì là chữ A, chữ B, chữ Tây, chữ Ta không dịch được. Thầy giỏi chữ tượng nho thì thầy dịch xem nó là cái chữ gì đấy. Đây là cái đơn hả? Vâng ạ, đơn ạ, đơn ạ. Đơn kiện hả? Không kiện tụng gì cả. Đây là đơn thuốc. Vâng ạ. Cháu đi khám thì bác sĩ người ta kê cho một cái đơn thuốc, nhưng mà đi 5-7 hiệu thuốc rồi. Chẳng ai người ta biết đấy là chữ gì. Gì của em, gì của cháu. Thôi thôi, cứ nghe em cho nó thân mật. Để đơn giản có gì đâu. Nó là cái chữ nho. Chữ nho. Đâu? Này. Đông y hay Tây y? Tây chứ à? Tây y sao đây là em nho? Em đi khám ở bệnh viện nhà nước mà. Đây là Tây y, nhưng mà bác phô bảo nhìn là chữ gì chứ phạn. Đây không phải là chữ phạn mà nó là nhóm chữ của Alexander. Đấy. Tây. Không tôi tưởng là ông Lộc chứ. Đâu? Alex
xăng là rốt mấy ông Lộc là một. Đấy. Nhưng mà tóm lại cái chữ này là chữ gì ạ? Tóm lại ấy, chữ này là nó là chữ quốc ngữ. Đấy, do ông Alexander Roth mấy ông Lộc là một. Vâng. Đấy, đúng không? Tóm lại là bây giờ là cái thuốc này là tên là nó là cái gì để cháu để em còn đi mua. Để từ từ. Vâng. Nào, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đây. Gì ngồi xuống, gì dịch luôn cái. Không được. Đứng lên. Dạ. Đứng lên. Ai ạ? Ông ấy. Rồi gì bảo đứng thì đứng. Đứng thẳng lên. Áp cái này vào bụng. À, tức là đi khám bụng là gì bảo áp vào bụng đấy à? Ông này đau bụng chứ gì? Vâng đúng rồi ạ. Chứ còn gì nữa? Cháu bị em bị đau bụng. Ừ. Vâng. Thế để tôi dịch cho. Gì đọc đi, gì đọc đi. Tái vận chân nhang chi tần bái thế. Thôi thế này sao lại vái nhau thế? Đọc chữ cơ mà chứ có phải là tiên sớ đâu. Thôi, khổ quá cái câu cửa miệng, quen mồm. Nào, dịch chữ gì nào? Bây giờ tôi dịch nhá. Nhìn cái chữ là biết ngay. Rồi. Đấy, cái đuôi nó hất lên làm biểu lộ cảm xúc của tác giả lúc đấy là rất hưng phấn. Đấy. Bác sĩ cơ mà sao lại tác giả? Thì tác giả của cái chữ này. À, rồi. Bác sĩ đúng rồi. Đây, tôi nói chuẩn không? Đấy, cái đuôi nó hất lên. Cái chữ này là viết theo cái trường phái gọi là cuồng thảo. Cuồng gì ạ? Cuồng thảo. Cuồng thảo nghĩa là cuồng thảo. Cuồng thảo có nghĩa là viết nhanh. Viết rất nhanh. Đấy, điên cuồng lên. Giống như tôi này. Vâng. Đấy, lúc tôi dịch ra cũng điên cuồng nên phải có tâm trạng thì mới dịch được. Thế à, rồi. Đúng không? Đấy, cái chữ cuồng thảo này phải dịch thế nào? Chữ N. Chữ N. Chữ N. N. Có một chữ N. Chữ L. 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 Chữ L. Ừ. Có một chữ L. Đúng rồi, L cao, L khẩu súng ấy. Để xem tiếp này. A. Có một chữ A. Có một chữ A. Không. A đây là tôi gieo lên, tôi sung sướng. A. Có một chữ H. A có à. Một. Không, tức là không phải chữ A mà tức là chữ H thôi. A là tôi gieo. A, L và H. A và có một chữ H. Không phải là chữ A. Nó là chữ H. A là tôi gieo. Tức là có chữ H chứ gì. Ô. Có một chữ O. Có một chữ O. Không. Có một chữ O. Không phải chữ O. Đây là tôi ngạc nhiên. Có một chữ Y. Ô, có một chữ Y. Là chữ O với chữ Y là viết khác nhau làm sao vậy? Ô, có một chữ Y là... Không. Ô, thế tóm lại là có chữ O hay là có chữ Y? Không. Không có chữ O. Khổ quá. Thế là chữ gì? Không. Không, có, à, một, có một số không. Không, thế là tôi bảo là không có gì. Thế bây giờ là tóm lại là có chữ H, chữ O hay là chữ Y hay là chữ... Được không? À, tóm lại là có chữ N, chữ L và chữ H chứ còn chẳng có chữ gì nữa. Ờ, nghĩa là không có gì. Này, thế nhưng mà là toàn là phụ âm kết lại với nhau thế này thì làm sao thành được một câu? Thế là làm sao thành một từ? Nó phải có nguyên âm kết hợp với phụ âm chứ. Thôi thế này, tôi nói thật. Bây giờ ngồi dịch chữ này có khi tôi chết mất. Thôi này, cái tên này chữ này viết làm sao tôi dịch được? Thế này thôi, bó tay rồi. Hết thuốc chữa. Làm sao? Đi. Bây giờ muốn bó chân bó tay bó thứ gì cũng được mà cần thuốc chữa là cứ phải gặp em. Thế à, khổ quá, đang cần cô giúp đỡ đấy. Thế à? Ai đấy? Nguyên quả này gọi là anh Tú, nhưng mà đợt trước đi câu phải trời mưa, giật lên cột điện cuối cùng nó tung người ra, thế là bây giờ là thành chị Tú. Trông thế này thôi như quản lý 5 cửa hàng thuốc đấy. Ui, đấy. Cô Tú này, cô giúp chú Bơm cái vụ mua thuốc mới đọc tên anh, cái ê, thế này. Anh Tú ơi. À. Cô Tú. Vâng, chị dịch của em cái này vậy ạ. Ôi. Cái này là bệnh nhân của bác sĩ Phương Sò gì? Không, bệnh nhân à? Không. Chú khám bác sĩ nào? Không đúng ạ. À, em bị em vâng, bệnh đúng bác sĩ Phương Sò đấy. À, nhìn cái đấy ngay. Cô biết à? Biết. Quen bác sĩ này. Trời ơi, đây này, nhìn cái dấu ngoắc lên cái biết ngay của bác sĩ Phương Sò. Ui, xuyên thế. Sao thế? Nhìn ngoắc một cái là biết ngay của Phương Sò. Thế có vấn đề gì? Ui trời ơi. Tức là, chị ơi, em tức là, em đi khám bác sĩ Phương Sò, thì bác ấy kê cho em cái đơn này. Thế nhưng mà vấn đề là em không đọc được. Ừ, em chẳng biết là thuốc gì, tôi em cũng chẳng biết là bệnh gì nữa. Nghe đây, chỉ định
rối loạn tiêu hóa do ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ không đúng chỗ. Ngủ nghỉ không đúng chỗ à? Không, em vẫn ngủ ở nhà mà. Thì không biết gì đây, rối loạn tiêu hóa đây, tôi đọc đây. Nghe tiếp đi, đây. Vâng, nhưng mà vấn đề là chị ơi, chị dịch của em là thuốc, cái thuốc mà em chị định dùng cái loại gì? Vâng, vâng. Becvizin, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Rối loạn tiêu hóa, uống Becberin. Becberin là cái loại thuốc mà mua ở cửa hàng nào mua ở đâu chả được nhà tôi đầy. Khổ quá, nói mãi canh không hiểu, vấn đề là Becvizin anh mua ở cửa hàng nào cũng được, nhưng mà chỉ có em đọc được đơn thuốc này thôi, canh hiểu chưa? À, tức là tôi hiểu rồi. Tức là kể cả cái thuốc mà ở đâu cũng có, thế nhưng mà bác sĩ kê đơn như thế này là em phải đến cửa hàng chị em mới mua được gì ạ? Đúng, chính xác. Mặc dù nó là cái loại thuốc bình thường nhất. Rất chính xác. Nhưng không dịch được thì các cửa hàng khác cũng chịu. Đúng. Phải mua ở chỗ chị Tú. Rất nào đúng. Nào chỉ có 5 cửa hàng cơ mà. Giờ thì tôi hiểu rồi. Chú Bơm ạ, đây chính là chuyên án của bác sĩ và nhà thuốc, gọi là chuyên án hoa hồng đấy. Tức là em đau bụng là em phải uống hoa hồng à?